Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định, năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với khí thế quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp theo đúng tinh thần của chủ đề công tác năm 2021 là đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, tăng cường phân cấp, khơi thông nguồn lực vì một Lào Cai phát triển toàn diện. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 đã được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vừa qua, đặt ra mục tiêu số thu ngân sách là 9.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu rõ, với quyết tâm cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phấn đấu năm 2022 đạt số thu ngân sách là 10.500 tỷ đồng. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, thích ứng linh hoạt, phát triển toàn diện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cụ thể hóa rõ tính chất, nội dung của chủ đề này trong chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động, triển khai bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Nội dung chi tiết của hội nghị quan trọng này sẽ được chúng tôi tập trung đề cập trong chương trình thời sự sau. Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp triển khai đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hai năm qua, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát kéo dài. Đa số các doanh nghiệp đều bị giảm đơn hàng, giảm doanh thu lợi nhuận. Dưới sự trợ giúp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về kết nối khách hàng, hỗ trợ tiếp cận tài chính cùng việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đã từng bước giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án từ năm 2020. Các cán bộ dự án đã lên và hỗ trợ chúng tôi về tư vấn, về kết nối và các chuyên gia cũng có những cái giúp công ty chỉnh sửa để đạt được những cái mục tiêu của khách hàng. Và đến giờ thì cũng rất mừng là chúng tôi đã kết nối được với hai khách hàng, một khách hàng ở châu Âu và một khách hàng ở Mỹ. Đây là cái dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp vỏ vừa, đặc biệt là trong việc nâng cao cái năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp để kết nối tham gia các doanh nghiệp đầu chuỗi. Vì chúng tôi cho rằng cái dự án Link SME là hết sức quan trọng. Và sau một năm triển khai thì đã có tác động hết sức tích cực đến các cái doanh nghiệp hỗ trợ tham gia cái dự án này. Nhờ kết nối liên kết chuỗi đã có 64 đơn hàng kết nối thành công với giá trị các đơn hàng đạt gần 1,3 triệu đô la. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiếp cận tài chính thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng. Ngoài ra cũng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các hoạt động, thông tin nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hướng dẫn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thông cáo báo chí của Tiểu ban Truyền thông Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, đến 22 giờ ngày 9 tháng 12, Lào Cai ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó có 19 trường hợp đều ở xã Khánh Nhân Thượng, huyện Văn Bàn, gồm 6 nam và 13 nữ. Qua điều tra sơ bộ, 19 trường hợp này có lịch sử cùng tham gia ăn cơm tại một hộ gia đình cùng thôn vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Quá trình truy vết cho thấy cả 19 người đều liên quan đến 2 ca F0 của huyện Văn Bàn, có mã bệnh nhân là 1360455, 1360456, công bố trước đó. Một ca bệnh có địa chỉ ở xã Lùng Thẩn, huyện Simacai. Ngày 6 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân di chuyển bằng xe ô tô khách từ Bình Dương về đến Phú Thọ vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, sau đó đi xe khách từ Phú Thọ lên Lào Cai. Sau khi về đến xã Lùng Thẩn,
khai báo y tế, xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh còn lại địa chỉ thường trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Trường hợp này đã được cách ly từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, có kết quả xét nghiệm dương tính sau 2 lần âm tính. Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch COVID-19 tại huyện Văn Bàn, tối 9 tháng 12 năm 2021, Sở Y tế cũng đã họp khẩn bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai huy động lực lượng thành lập các tổ xét nghiệm, truy vết để hỗ trợ huyện Văn Bàn trong việc xét nghiệm cho người dân để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Từ 20 giờ ngày 9 tháng 12, huyện Văn Bàn cũng tiến hành phong tỏa tạm thời xã Khánh Nhân Thượng để phòng chống dịch COVID-19. Công an huyện Văn Bàn chủ trì với Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Nhân Thượng và các cơ quan đơn vị liên quan thành lập bố trí các chốt, trạm kiểm dịch và đảm bảo an ninh ở nơi phong tỏa. Ủy ban Nhân dân xã Khánh Nhân Thượng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phong tỏa, xây dựng triển khai phương án phong tỏa đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan ra cộng đồng. Ngay trong đêm 9 tháng 12, xã Khánh Nhân Thượng, huyện Văn Bàn đã lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh. Huyện Văn Bàn cũng vẫn duy trì 8 chốt tại các địa phương khác trên địa bàn. Cùng với đó, các trường học trên địa bàn thị trấn Khánh Yên, xã Khánh Nhân Thượng, Khánh Nhân Hạ, trường Trung học phổ thông số 1 Văn Bàn, trường Mầm non Trường Ken nghỉ học, chuyển sang học trực tuyến với các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải Lào Cai vừa có thông báo sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến một số xã thuộc huyện Văn Bàn và ngược lại để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh bằng xe ô tô đến huyện Văn Bàn, đồng thời đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu bao gồm xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi đến các xã Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Liêm Phú, Trường Ken, Đậm Tha, huyện Văn Bàn. Trừ các trường hợp đặc biệt, xe phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, chở bệnh nhân đi cấp cứu, phòng chống thiên tai. Sở Giao thông Vận tải xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các đơn vị vận tải nghiêm túc thực hiện. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Căn cứ diễn biến tiếp theo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các xã của huyện Văn Bàn, Sở Giao thông Vận tải xây dựng sẽ thực hiện việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa đến địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 hàng năm là thời điểm nông dân thực hiện đốn chè. Việc làm này đã được duy trì từ nhiều năm nay, giúp phục hồi cây, tăng năng suất, chất lượng chè của năm tới, nhờ vào việc tạo ra bộ tán rộng hơn. Vừa tận thu hết lứa chè cuối năm, chị Đỗ Thị Bích Thủy ở thôn Phẳng Tao, xã Bản Sen, huyện Mường Khương đã chủ động đốn chè. Thay cho việc đốn chè đồng loạt, chị Thủy chọn cách đốn theo lô, mỗi lô đốn cách nhau 2 tuần. Cách làm này sẽ giúp chia thời gian lao động hợp lý để giảm tối đa phải thuê người hái khi vào chính vụ. Nhờ đốn chè đúng kỹ thuật, đúng thời điểm nên chính vụ chè vừa rồi, tháng cao điểm, gia đình chị có thu nhập lên đến 30 triệu đồng. Sau khi mình đốn này là cái vết đốn này nó bị tổn thương thì mình phun cái thuốc thì là nó sẽ làm cho cái vết thương này nó sẽ sẹo lại. Và cái vôi ở kèm trong sun phát đồng đấy là nó sẽ tiêu diệt toàn bộ các cái trứng và sâu bệnh ở trên cái mặt tán của chè mình. Còn tại huyện Bảo Thắng, nơi vùng chè có diện tích 850 ha, do người dân đã có kinh nghiệm đốn chè theo đúng quy trình, kết hợp với bón phân chăm sóc chè qua đông đúng khuyến cáo, nên năm nay tính trung bình năng suất chè ở Bảo Thắng đã nâng lên 15% so với vụ năm trước. Công ty cổ phần Phong Hải Lào Cai đang có 3 tổ kỹ thuật hỗ trợ nông dân đốn chè và hướng dẫn quy trình canh tác chè an toàn. Cán bộ đốn cho, mình chỉ đi phát lại cạnh này vì máy không làm được, nhanh hơn nhiều mà nương chè cũng đẹp nữa. Chè đốn hoàn thiện trong một tháng, trong tháng 12. Khi chè hết thời kỳ thu hái thì chè nó sẽ ủ thì mình sẽ đốn trong dịp cuối năm thì sang năm mới thì nó sẽ nảy. Việc thực hiện đốn chè, chăm sóc đúng kỹ thuật đã giúp vụ chè năm 2021 tăng năng suất trung bình 12%. Với giá thu mua chè búp tươi bình quân 7.000 đồng mỗi kg thì giá trị thu nhập đạt trên 55 triệu đồng mỗi hecta, tăng hơn so với năm trước từ 13 đến 15 triệu đồng mỗi hecta, một phần lớn từ việc thực hiện đúng quy trình đốn chè cuối năm.
Hiện giá vé máy bay dịp Tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các chặng bay nội địa dao động từ 399.000 đồng một chiều, thậm chí một số chặng bay chỉ vài chục nghìn đồng. Dù vé máy bay Tết đã bán được hơn một tháng, nhưng lượng khách đặt mua vé sụt giảm 60-70% so với cùng kỳ. Giá vé máy bay dịp Tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các chặng bay nội địa dao động từ 399.000 đồng đến 1.399.000 đồng trên chiều. Giá vé chưa bao gồm thuế phí. Thậm chí một số đường bay đang được bán vé với giá chỉ từ 18.000 đồng, chưa thuế phí, như Đà Nẵng-Nha Trang, Sài Gòn-Đà Nẵng, Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Vinh. Còn giá vé máy bay Tết âm lịch 2022 từ 1.800.000 đồng trên chiều, chưa thuế phí, với những chặng bay chính ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021, lễ hội Mùa Đông Bắc Hà với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng sẽ chính thức được diễn ra. Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc nơi vùng cao nguyên trắng Bắc Hà. Những ngày này, tại khu vực dinh thự Hoàng A Tưởng, nơi diễn ra hầu hết các hoạt động chính của lễ hội Mùa Đông Bắc Hà 2021, các công việc chuẩn bị đang được Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lào Cai khẩn trương hoàn tất. Theo kịch bản, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đều hướng tới những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc ở Bắc Hà. Một là hướng tới xây dựng cái thương hiệu cho du lịch Bắc Hà thông qua một cái bộ nhận diện thương hiệu là cái Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà. Bên cạnh đó thì sẽ cùng với Bắc Hà để giới thiệu và vinh danh hai cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là liên quan đến lễ hội đua ngựa Bắc Hà và cái nghệ thuật thêu hoa văn trên cái trang phục của người Mông Hoa. Ngoài không gian trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc địa phương, đến với lễ hội, du khách sẽ có dịp thưởng thức, khám phá nét ẩm thực độc đáo tại hội thi ẩm thực với chủ đề Mâm cơm Bắc Hà. Năm nay, hoạt động này được giao cho Liên đoàn Lao động huyện chủ trì phối hợp với các xã thị trấn thực hiện. Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và thể lệ cuộc thi cũng như là 3 gem chấm điểm cho triển khai đến 100% các đơn vị trên địa bàn huyện. Chuẩn bị mâm cơm đặc trưng của các dân tộc như dân tộc Mông, dân tộc La Chí và dân tộc Tày, dân tộc Lùng và dân tộc Kinh trên địa bàn huyện. Đây là năm thứ hai Bắc Hà tổ chức lễ hội mùa đông với các chương trình văn hóa văn nghệ thể thao đặc sắc mang đậm dấu ấn và sắc màu văn hóa các dân tộc nơi vùng cao nguyên trắng. Mục đích là sẽ tạo cái điểm đến cho khách du lịch trong 4 mùa. Thứ hai là cũng nhằm quảng bá các cái nét văn hóa đặc sắc của mùa đông Bắc Hà đến với du khách và tạo ra một sản phẩm mang tính đặc trưng của huyện Bắc Hà, của du lịch Bắc Hà. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và chuỗi các sự kiện phong phú mang đậm dấu ấn văn hóa độc đáo, lễ hội Mùa Đông Bắc Hà sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá, trải nghiệm trên vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà vào mùa đông 2021. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.